Còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn, để mà tình tứ mà nói chăng hoa thì không có. Kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa. Lấy thực tế chứ đừng có nói mà lãng mạn là anh sẽ tặng cho em những bó hoa này hàng tuần anh sẽ này kia thì hơi bị khó. Tại vì với một công việc của nó rất là thực tế. Dạ, cái đó lãng phí. Đúng rồi, công việc của nó rất là thực tế, làm ra đồng tiền không phải dễ, nếu mà dạ làm những cái nó không phải đại gia. dạ con cũng thích vậy á, con thích không thích ai tặng quà, con đặt con Nhưng mà quà thôi. chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững, cuộc sống phải ok. Dạ, vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần, nhưng mà lâu lâu rồi mình làm cho Không, cái nó không làm được chứ, thì biểu dạ. nó làm nó không làm được chứ. Lãng mạn ha, lãng mạn cái này quan trọng đối phụ nữ lắm. Em có lãng mạn không? Cái đó em không biết nữa, em không biết làm hả? kỹ thuật Kỹ em thuật hơi làm khô khan quá hả? đúng rồi. Em nghĩ xem một cái tình huống nào đó mình tổ chức trong đầu đi, làm sao để cho bạn gái thấy lãng mạn nè. Em thích cái tổ chức ở cái cầu ánh sao ở quận 7. Được không được là sâu xuống hồ luôn. Thôi giờ đi, sinh nhật bạn gái em tổ chức là như thế nào? Chắc dẫn đi ăn rồi chứ. Sao nó bình thường vậy, ngày thường cũng dẫn đi ăn vậy, sinh nhật phải có cái gì nó lãng mạn hơn chứ. Nhưng mà lãng mạn là bạn lãng mạn sao ta? Đất ơi, hỏi tôi hỏi ai ai đi cô gái. Chưa nghĩ luôn hả? Chưa nghĩ được. Đó, cái đó rồi, phải học anh Linh rất nha. lớn ha. Rồi, thôi chút được nữa rồi. là vậy. Để từ từ ngồi nghỉ đi chút xíu mà qua mình hứa với bạn kia. Cao nhiêu? Dạ, cao 1m77. Được, bên đây chuẩn là 1m70. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay quên. Ví dụ như em mà gặp một người một lần là em không nhớ. Hoặc là hay để quên đồ lắm. À, trước khi kéo màn lên đây hai anh em bàn nhau coi tính sao cái vụ lãng mạn nha. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. À, có mẹ hả? Rồi, chào bác. Con trai bác hiền quá. Quyền Linh với chào. Dạ, chào cô. Nếu mà nói mà để mà kiếm một người chồng mà chuẩn mực á thì bác không nói thêm hay nói bớt gì, hiền là rất là ok. Dạ. Rất là ok, tại vì nó tính tình, nó tính cách với lại cái phong cách của gia đình là như vậy. Dạ. Còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn, để mà tình tứ mà nói chăng hoa thì không có. Kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa. Phụ nữ bây giờ á, trong cái cuộc sống hiện đại thế này cũng cần một chút lãng mạn nào đó. Nhưng lãng mạn trong khuôn mẫu, lãng mạn theo như mình hiểu, theo như Quyền Linh nói, lãng mạn là ví dụ như đi cà phê, cà pháo, hay đi ngắm trăng, hay đi du lịch, dạ, hay là đi chơi, hay đi Vũng Tàu, Mũi Né vậy đó. Dạ, lãng mạn okay. Mà thực tế hả bác? Lấy thực tế chứ dạ. Đừng có nói mà lãng mạn là anh sẽ tặng cho em những bó hoa này hàng tuần anh sẽ này kia thì hơi bị khó. Tại vì với một công việc của nó rất là thực tế. Dạ, cái đó lãng phí. Đúng rồi, công việc của nó rất là thực tế, làm ra đồng tiền không phải dễ, nếu dạ mà làm những cái nó không phải đại gia. Dạ, con cũng thích vậy á, con thích không thích ai tặng quà, con đặt con quà thôi. Nhưng mà chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững, cuộc sống phải ok. Dạ, vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần, nhưng mà lâu lâu rồi mình làm cho không, cái nó không làm được chứ, thì biểu dạ nó làm nó không làm được chứ. Kể cả nay biểu nó đi mua bó hoa, nó trời mua gì tìm hoa mệt quá không biết mua sao nữa, nó không biết đâu. Nói chung là rất dở. Còn Dũng như đi ăn thì thằng này ok lắm, ăn tiệm nào ok lắm. Dạ hết vậy được rồi bác, có thực mới vực được đạo, ăn đâu cô gái bên kia như thế nào? Nếu mà đúng về thì để nói như thế nào thì bác không có quyền xen vào cái chuyện tình cảm của hai đứa đó. Nhưng mà khi đã lên tới đây thì hãy cố gắng cho nhau một cơ hội. Dạ. Cơ hội để làm gì, thí dụ như tìm hiểu tới được là một cái tốt. Còn không được nữa thì hai đứa vẫn làm bạn tốt được mà con. Dạ rồi, cảm ơn bác ạ. À, bạn gái mình đi với ai? Mình có ai dạ em đi với mình? Chị họ với lại mấy bạn. Chào em. À, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em thấy Thảo cũng khá là chỉnh chu rồi tính tình thì hoạt bát với lại vui vẻ nữa anh. Nhưng mà Thảo có hay tính trẻ con thì không biết là anh có chiều bạn gái của mình được hay không? Chiều được không? Được, anh này chiều được. Nhìn thấy ảnh hiền lắm. Cảm ơn hai cả nhà nha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nói chứ cũng cần một chút xíu lãng mạn nào đó nha. Bạn thấy mình sao? Tướng thì chắc phải ngoài sức tưởng tượng của em rồi, là anh cao hơn những gì em nghĩ. Thì anh cũng đẹp trai, nhưng mà nhìn cái nhìn mà anh vui tính mà sao em không nghĩ là tính anh lại trầm tính như vậy. Không, tính anh trước giờ nó vậy. Khi nào mà quen á, quen mà lâu lâu á thì anh mới tự nhiên được, chứ mà mới gặp thì ai cũng anh nói anh vậy. Cái bản phần này thì như anh cũng giống em cái phần đó, thì mới đầu gặp thì ai cũng nghĩ em là em khó gần, thì sau khi mà quen thân rồi mới biết là em nói nhiều tới cỡ nào.
Tính anh thì khá nhiệt tình, khi mà công việc hoặc là chơi thì rất nhiệt tình. Anh nói anh khó tính ở chỗ là giống như anh làm là làm mà chơi là chơi. Thì anh có nhận xét gì về em? Em khá xinh xắn, với lại anh nghĩ em là người khá lanh, có vẻ rất là chủ động. Cảm ơn anh. Anh với em mà hẹn hò thì em muốn anh dẫn em đi đâu? Thường thì á, em không quan trọng chỗ mình tới, em chỉ quan trọng là người đi chung với mình là ai thôi. Thì đi bất cứ nơi nào thì vẫn cần có người đó thì đều là chỗ có thể hẹn hò được. Em sẽ tặng bạn gái những món quà như thế nào? Mình phải xem là bạn tâm lý bạn gái là thích cái gì mình sẽ tặng. Em thường thích những cái gì đó thiết thực thôi anh, chứ em không thích hoa đâu. Hoa để chân rồi cũng để bỏ à. Cũng hên quá, anh mua gốc bông. À, tưởng quên luôn rồi chứ. Quên. Bởi vì cái gì? Bởi vậy em nói là em hay quên, đúng ra là anh phải nhắc em. Trời ơi, đúng ra đó anh đứng đó làm gì không nhắc người ta. Trời ơi, đi cưa gái mà bắt tôi đi nhắc nữa. Đâu rồi, có bông không vậy? Em xin có bông. Trời ơi, lo vô thôi. Cao tăng liền chứ. Cao dễ sợ không? Dạ. Cao quá. Chắc hồi xưa giờ không có tặng ai nữa, quên à. Rồi, một câu nào đó để tỏ tình với nhau, để thuyết phục nhau. Hôm nay mình đến đây là cũng có duyên. Anh hy vọng là sau chương trình này chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Thì em đã đến đây thì em đã muốn cho mình một cơ hội rồi. Mong là sau này mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Cảm ơn. Hết thời gian. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, có 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha.